Xin chào, các bạn đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Từng có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việc chúng ta ăn gì ban ngày có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ ban đêm. Những người hay mất ngủ cũng thường có chế độ ăn không khoa học, ăn quá ít, ăn quá nhiều hoặc là dư thừa một chất dinh dưỡng nào đó. Không chỉ cà phê, thức ăn nhiều đường và giàu chất béo cũng khiến bạn nằm đếm cừu cả đêm vẫn chẳng thể chợp nổi mắt. Để có giấc ngủ ngon, bạn nên tránh một số loại thực phẩm ảnh hưởng đến thần kinh và dạ dày. Caffeine. Không chỉ là cà phê mà mọi thức uống có chứa caffeine, ví dụ như trà, đều sẽ khiến chúng ta mất ngủ. Caffeine cùng với cocaine và amphetamine cũng là những thứ có thể kích thích thần kinh trung ương, làm tăng tiết norepinephrine giúp cơ thể tỉnh táo. Tuy nhiên, quá nhiều caffeine vào buổi tối đồng nghĩa với việc nhiều norepinephrine được tiết ra khiến bạn không thể ngủ được. Sô-cô-la. Theo HuffPost, tất cả các loại sô-cô-la đều chứa caffeine. Sô-cô-la càng đậm màu càng chứa nhiều caffeine. Vì vậy, nếu bạn không muốn mất ngủ và bị béo phì, tốt nhất nên tránh ăn sô-cô-la hoặc chỉ ăn loại nhạt màu. Thực phẩm nhiều chất béo. Thực phẩm nhiều chất béo làm tăng cholesterol, tăng nguy cơ béo phì. Nó cũng bị tiêu hóa chậm và có thể làm gián đoạn nhịp sinh học nếu chúng ta ăn gần giờ đi ngủ. Hơn nữa, chế độ ăn giàu chất béo, giàu protein cũng có liên quan đến chứng ngưng thở khi ngủ. Có thể sẽ khiến bạn mệt mỏi và cáu kỉnh suốt cả ngày hôm sau. Rượu. Một ly rượu nhỏ được cho là có thể giúp bạn thư giãn và dễ ngủ hơn. Nhưng uống nhiều rượu lại khiến hệ thần kinh bị ảnh hưởng. Bạn sẽ thấy bị đau đầu, thiếu tỉnh táo, mệt mỏi nhưng lại không thể chìm vào giấc ngủ. Thực phẩm cay nóng. Về bản chất, thực phẩm cay nóng không khiến bạn mất ngủ hoàn toàn, nhưng chắc chắn khiến giấc ngủ không được ngon. Một bữa ăn nhiều gia vị cay có thể dẫn đến chứng ợ hơi, đầy bụng, làm tăng nhiệt độ cơ thể, khiến bạn khó chìm sâu vào giấc ngủ. Giấc ngủ có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và năng lượng ngày hôm sau. Các chuyên gia sức khỏe đưa ra lời khuyên về bí quyết cho giấc ngủ ngon gồm tạo thói quen đi ngủ đúng giờ, ăn ít vào buổi tối, và hạn chế dùng đồ công nghệ khi đã lên giường. Cảm ơn bạn đã lắng nghe số podcast này. Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng podcast Báo Tuổi Trẻ trong những tập phát sóng lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!